Tiếp tục hôm nay sẽ là cái chuỗi series những sai lầm khi mà chơi cá mọi người ha. Thì hôm rồi em có chia sẻ với chúng ta về hồ cá, về vật liệu lọc, về đèn rồi. Thì tiếp tục những cái này chúng ta quan tâm vấn đề tiếp theo là vấn đề mọi người chúng ta hay quan tâm nhiều nhất luôn thật ra. Nhưng mà em sẽ làm từng phần mọi người ha. Hôm nay sẽ tới cái giai đoạn là chúng ta cho ăn cho cá và những cái sai lầm liên quan tới việc cho ăn mọi người nha. Đó thì chơi cá rồng á, cái điều mà sướng nhất là lúc cho ăn mọi người nha. Đó, cho ăn là con cá nó táp mồi, nó sung, nó căng thì mình chơi lúc sướng nhất là lúc cho ăn ha. Đó. Thì rất là nhiều người chúng ta quan tâm tới là cho cá rồng ăn cái gì để cho nó lên màu. Đó. Thì em hay trả lời vui là cho con cá ăn đèn. Đó, ăn đèn là ăn sao? Là ăn vậy nè mọi người ha. Đó, tức là con cá nó có đủ ánh sáng, nó tiếp xúc với ánh sáng đèn nhiều thì con cá nó sẽ lên màu ha. Đây mọi người chúng ta xem này, con cá này em đang tanning. Nó hôm trước là nó không có màu gì hết mọi người nha. Hôm trước là cái mình của nó rất là nhạt luôn. Nó giống như con trên đây vậy nè. Nó giống như em này. 50 xăng rồi, 40 mấy 50 xăng rồi nhưng mà màu nó rất là nhạt. Nhưng mà khi mà em đã cho nó ăn đèn thì đây. Sau khoảng gần 1 tháng thì một cái đèn đơn giản thôi, một cái hồ một mình nó và đánh đèn đơn giản thôi nó đã lên màu như thế này rồi mọi người nha. Nó leo xuống bụng luôn rồi. Đó. Thì con cá nó lên màu không phải là chủ yếu là thức ăn nha, mà nó chủ yếu là đèn. Thức ăn nó cũng ảnh hưởng một phần quan trọng cho cá để lên màu luôn, nhưng mà phần nhỏ thôi, không có nhiều nha mọi người. Thức ăn nó cũng có tác dụng cho cá lên màu nhưng mà nó không có ảnh hưởng nhiều. Có anh em hỏi là có cho cá rồng ăn carophin không để cho con cá nó lên màu. Mà sao rất là nhiều anh em chơi cá lâu năm họ không chọn cho con cá rồng ăn cái đó mà lại họ lại vẫn đánh đèn, vẫn phơi nắng cho con cá lên màu. Thì đó là cũng là cái câu trả lời cho mọi chúng ta luôn, tức là cho ăn thì nó vẫn có tác dụng lên màu nhưng mà nó không bền và nó phải mình phải lệ thuộc vào cái carophin đó. Giống như mọi người chúng ta thấy là những con la hán đó, khi mà chúng ta cho nó ăn cái thức ăn mà có kích đầu, cho lên đầu rồi cho thức ăn kích màu, thì khi chúng ta cho ăn thì nó cũng có tác dụng nhưng mà khi mình ngưng mình không cho nó ăn nữa thì nó sẽ xẹp lại, nó trở lại có xu thế là trở lại cái hiện trạng như ban đầu đó. Thì cái gì cũng vậy, nó có sẽ có con dao hai lưỡi, là mình được cái này mình sẽ mất cái khác, hoặc là được cái đó nhưng mà nó không bền. Còn khi mà mình cho con cá nó sống trong cái môi trường có đủ đèn, nó sẽ lên màu rất đẹp và nó sẽ được giữ cái màu đó. Đó mọi người ha. Và chơi cá thì thường chúng ta sẽ có đèn, nó sẽ về mặt thẩm mỹ nó sẽ ok hơn và con cá nó sẽ liên quan tới những vấn đề là bị stress, bị nhát, bị các thứ nữa. Nếu một cá nó có đèn nó sẽ hạn chế được những cái việc đó mọi người ha. Đó, giống như con người chúng ta sống thì chúng ta cần ánh sáng. Chứ nếu không có ánh sáng thì mình sẽ phát sinh những cái vấn đề khác. Lên mình la hết á, thiếu vitamin rồi dễ bị kháng thể nó xuống rồi bị bệnh các thứ vân vân mọi người nha. Rồi tiếp theo về cho ăn thì bây giờ cho ăn cái gì là ok. Đó, có phải là cho ăn những thức ăn mà nó cứng nó bự thì chúng ta dẫn đến con cá mình nó bị dư môi hay không, thì cái đó nó không liên quan mọi người nha. Cái chuyện cho ăn và cái chuyện dư môi nó không liên quan nhau, nhưng mà cho ăn để hạn chế dư môi thì có. Đó, ví dụ như con cá mà anh em chúng ta nuôi trên hồ kính á, thì thường con cá của mình nó sẽ có xu thế. Nếu mà chúng ta nuôi những cái hồ mà nó chật á, nó nhỏ quá thì con cá của mình nó sẽ có xu thế rất là dễ bị dư môi mọi người ha. Đó, tại vì khi mà nó ốm á, nó gầy đi á, thì cái môi của nó rất là dễ bị đưa ra. Đó, đó mọi người ha. Đó, đó, nó ốm nó sẽ dễ bị dư môi. Còn nếu mà chúng ta cho ăn đầy đủ thì đối với mình, chúng ta xem là những cái hồ con cá mà em bên trại em á, em cho ăn rất là nhiều, cho ăn đầy đủ thì đa số những con cá nó không có dư môi. Dù ban đầu khi mà bỏ một số con cá xuống có một số con nó lại có cái xu thế dư môi, nhưng mà sau đó mình chăm, mình cho nó ăn đầy đủ và cái môi trường nó rộng rãi, nước nó tốt thì con cá nó sẽ phát triển theo một cái hướng con cá trở nên đầu mũ hơn và hạn chế được cái việc dư môi rất là nhiều luôn. Hầu như tất cả cá khi mà kéo lên đều là không dư môi, không sẹo mắt. Cho nên á là có nhiều anh em nói là cho ăn dế, ơi cho ăn nhái, cho ăn những thức ăn lớn cứng thì con cá nó sẽ dư môi, thì cái này không chính xác nha. Đó là một cái suy nghĩ không chính xác đó trong trường hợp này. Cái thứ hai nữa là chúng ta cho ăn những cái thức ăn như là sâu. Sâu nó rất là tiện,
là nó giữ được lâu nè, rất là dễ giữ luôn. Rồi là nó khô ráo, nó sạch sẽ, mình cho ăn nó rất là dễ. Nhưng mà cho ăn sâu một thời gian dài, con cá mình nó sẽ dẫn đến là cá dễ bị trĩ mọi người nha. Trĩ là cái hậu môn của nó sẽ có lòi một cái búi trĩ màu đỏ lòi ra, đó là trĩ ha. Rồi mình cho ăn ít quá, con cá mình nó sẽ bị gầy, nó bị ốm, nó bị phát triển chậm đó. Thì đó là những trường hợp cho ăn ít quá ha. Còn khi cho ăn nhiều quá thì có nhiều anh em nói là cho ăn cá ăn nhiều quá nó sệ mắt, nó dư mỡ, nó sệ mắt. Cái này cũng không chính xác luôn nha mọi người nha. Con cá sệ mắt là do môi trường chứ không phải do thức ăn. Con cá dù có mập kiểu gì nữa nó không sệ là không sệ. Còn con cá sệ mắt là do cái môi trường, là mình nuôi nhốt trong cái môi trường nhân tạo, một cái môi trường nhỏ, mình dùng ánh sáng đèn quá nhiều, rồi mình hồ của mình là không có phong. Nói chung tất cả những cái đó là môi trường, rồi làm cho cá giật mình, cá bị chết, thì nó dẫn đến là con cá rất là dễ sệ mắt đó. Còn có nhiều anh em nói là con ngân long á thì chắc chắn là nó sệ mắt, đó là do cái gen của nó là vậy. Không phải nha, ngân long mà nếu chúng ta nuôi trong một cái môi trường ao hồ lớn thì con ngân long nó hầu như là không sệ mắt. Nó chỉ bị sệ, nó sẽ bị dư môi khi chúng ta nuôi trong môi trường nhân tạo mà trong những cái hồ kính nhỏ đó, thì những cái môi trường nuôi nó nhỏ thì nó sẽ dễ bị dư môi và sệ mắt. Rồi mình cho ăn, ví dụ như chúng ta cho ăn những cái mồi nó quá lớn mọi người ha, nó dẫn đến là không tiêu. Ví dụ như là con cá của mình nó còn nhỏ, đối với những con sò với hoa phu này nè, chúng ta nếu mà chúng ta cho ăn thì chúng ta cho ăn những cái mồi nó vừa phải, vừa miệng, nhỏ nhỏ thôi, thì con cá mình nó sẽ dễ tiêu hóa hơn. Mình cho nó ăn những cái thứ mà mồi nó cứng quá, nó bự quá thì con cá nó sẽ khó tiêu ha mọi người ha. Đặc biệt là những cái con mà như là tôm hay là có cái gai rồi đó, thì chúng ta phải cho nó ăn cái thức ăn nó vừa miệng thôi, nó mềm, nó dễ tiêu hơn ha. Rồi cho những thức ăn phù hợp với con cá nha mọi người nha. Anh em có thể cho ăn bất cứ rất là nhiều thứ luôn, dế, sâu, tôm, tép, cá con, cá mòi, dán, thằng lằn, các thứ thạch thùng, rồi dung đất này nọ các thứ, anh em hỏi rất là nhiều luôn, nó ăn được hết nha. Nhưng mà nó phải còn sạch. Ví dụ như cho ăn dế đi, cho ăn dán đi, dán mà anh em chúng ta bắt dán mà kiểu mà nó bị người ta xịt thuốc dán rồi đó, nó bị phê rồi đó, nó bay, mình mới dễ bắt nó, thì những con đó thì chúng ta cho ăn vô là rất là dễ bị ngủm nha. Đó. Còn rất là nhiều anh em chúng ta hỏi cho con cá rồng mình ăn con rít thì nó mới lên màu phải không, hay là cho ăn rít có tốt không? Thì thật sự nó, con rít nó cũng không khác gì con dế mấy đâu, anh em cứ cho ăn bình thường là được, nhưng mà phải cắt cái gai nó đi đó. Tại vì nếu mà không cắt gai thì con cá của mình rất là dễ bị sình bụng nha, không tiêu ha. Và cái gai của nó bấu vào cái con cá rồng của mình thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái hệ tiêu hóa đó. Và nhiều con đã bị ngẫm rồi, đặc biệt là rất nguy hiểm. Cho nên á, nếu mà chúng ta thích thì chúng ta vẫn cứ cho nó ăn rít bình thường, còn nếu chúng ta không thích thì chúng ta không cần thiết đâu. Tại vì thứ nhất nó nguy hiểm cho mình và nguy hiểm cho con cá rất là nhiều nha, chứ không phải là cứ ăn rít thì mới lên màu đâu. Đó, nó lên màu nhờ ăn đèn. Rồi giống như này, chúng ta mua tôm về hay là những con cá về, chúng ta bỏ tủ lạnh cho con cá rồng ăn, thì chúng ta nên chọn những cái thực phẩm tươi sống, đừng qua tẩm ướp ha mọi người ha. Tại vì nếu như cái tôm mà nó tẩm ướp hay nó bơm hóa chất vào thì người mình ăn còn bị không tốt nữa, dễ trúng thực các thứ, thì con cá rồng thì nó cũng đương nhiên là nó sẽ bị rồi. Cho nên anh em chúng ta chú ý về những cái vấn đề đó. Còn cá rồng thì nó ăn cái gì cũng được. Anh em hỏi là bây giờ ăn cái gì tốt, thật ra là cái gì mình cho nó ăn mà nó ăn là tốt đó, đơn giản như vậy thôi anh em ha. Còn cái gì mà mình cho con cá rồng nó ăn mà tiện cho mình là cái đó tốt, tại vì mình chơi nó chứ không để nó chơi mình. Có nhiều anh em nói là anh đang cho ăn cái này con cá nó ăn sung lắm, mà tại anh nghe bạn anh nói cho ăn cái kia thì nó mới tốt, anh đổi qua con cá anh nó không chịu ăn, rồi tùm lum tùm la phát sinh vấn đề ra tụi em me luôn đó. Thì cho nên là mình chơi thì mình thấy cái gì tốt cho mình, tiện cho mình thì mình cho nó ăn, trừ những cái thứ mà giống như em chia sẻ vừa rồi, chúng ta hạn chế tránh những cái việc đó là ok. Còn ngoài ra thì con cá nó ở trong môi trường tự nhiên nó không có được lựa chọn nhiều đâu mọi người, nó có cái gì nó ăn cái đó thôi, nó là động vật ăn tạp cho nên rất là thoải mái ha. Rồi ok, đó là những vấn đề xoay quanh những cái sai lầm khi mà chúng ta chơi cá về vấn đề cho ăn cái gì. Anh em mà còn thấy thiếu sót cái gì nữa chúng ta comment bình luận bên dưới, hoặc là chúng ta muốn làm về chủ đề gì chúng ta comment bên dưới ha. Ok mọi người, chúc mừng chúng ta nhiều sức khỏe.